Vâng, xin được chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Về Nhà Bãi TB nhé. Thì tiếp theo video ngày mùng 10 tháng 6 hôm nay thì em đã tiếp tục lên sóng cho các bác là một lô lưới cơm. Hôm nay là vừa nửa lít và vừa là một lít bác nhé. Hàng phân khúc giá gọi là cực kỳ dễ chịu cho các bác, gọi là với trải nghiệm. Đấy, hàng điện đóm là bao các bác là ok. Thì hôm nay hơi nhiều một chút thì em sẽ không cắm điện cho các bác. Đấy, còn mọi thứ điện đóm các thứ này em đã gọi là cắm hết cho các bác ok, test hết ngon lành rồi. Về các bác chỉ việc gọi là nhận hàng, kiểm tra hàng ok ngoan lành cành đào thì các bác thanh toán với các bạn giao hàng nhé. Đấy, các bác mua hàng thì các bác liên hệ với em qua số điện thoại là 0354 965 127. Đấy, tất cả sản phẩm này vẫn bảo hành cho các bác hai tháng sử dụng. Đấy, nên các bác cứ yên tâm. Hôm nay là lên rất nhiều các loại 1 lít để cho các bác tham khảo cũng như là lựa chọn cho mình. Thì đầu tiên là lên cho bác 7 em lửa lít trước. Thì đầu tiên nó lên cho bác một em dòng Toshiba này. Đấy, Toshiba 0.63 đời 2010. Em này nó hết pin rồi nhá. Hết pin này vào nào lấy em thay pin cho. Thành vách đẹp này. Thành vách đẹp nhá. Đấy. Tôi hết pin, xoong trơn. Đấy, đi xoong rất là mới luôn. Đi xoong rất là mới bác nhá. Xoong gần hai đáy. Lòng xoong trơn này. Ở những dòng tô này là cái lòng của nó rất là đẹp. Đấy, các bác nào nhà các bác ít người, 1 đến 2 người ăn thì các bác sử dụng những cái dòng này quá là tuyệt vời luôn. Đấy, giòn rất đẹp này. Đấy, thì các bác đang xem kênh của Việt Chuyển Bãi mà các bác chưa đăng ký kênh này, chưa em xin một like thì các bác vui lòng bấm cho em xin một nút đăng ký nhé. Đấy, thì mọi thông tin về sản phẩm hay chi tiết các bác kết bạn Zalo. Còn điện đóm bao cho bác ok con này. Các bác không cần phải chuyển khoản hay là cọc cạch gì cả. Các bác chỉ nhận hàng thanh toán và kiểm tra hàng ok. Đấy, thì các bác thanh toán bên các bạn giao hàng bác nhé. Vâng, đầu tiên là mã số 1 này. Đấy, lên cho bác em này với giá là 850k bác nhé. 850k, mã số 1. Tiếp theo là mã số 2 bác nhé. Một em Juicy Juicy. Thông báo hiện tình trạng của con này. Em này đang nứt nhẹ cho này tí này. Hơi nứt nhẹ này. Đấy, còn không ảnh hưởng gì cả. Trông nó xấu thôi. Các nhà bắt đầu có cái tem thì các bác dán vào. Đấy, thì thông báo tình trạng của bác thế nhá. Em này thì Juicy dòng Juicy cao tần đời 2015 áp suất. Đấy, màu cà phê này. Thành vách đẹp. Trên mặt của nó hơi bị đây cái lắp hơi sức chút thôi, không vấn đề gì cả. Đây, nó hơi lất nhẹ thôi nhá. Để về nhà các bác có tem bác chùm hẳn đây, bác lấy ra tem bác cắt này đi. Đấy, nó rất ok luôn, không ảnh hưởng gì cả. Nhưng trông nó xấu thôi còn chẳng ảnh hưởng gì đến cái chức năng của lỗ cơm. Còn tất cả sản phẩm nó bao xì cho các bác nhá. Đây ruộng đây. Đấy. Ruộng tương đối rất là ok luôn, xanh sạch sẽ. Cao tần áp suất 1 bi. Với nhà bác nào ít người sử dụng những dòng này là rất là tốt này. Đấy, lòng xoong đẹp này, không chấm cám như các cái đồ nhá, rất là mới luôn. Đấy, đi xoong cũng tương đối là ok. Đấy, tiếp theo là mã số 2 bác nhé, mã số 2. Đấy, nên cho bác em này với giá là 750k. Này. Ok bác nhé. Đấy, mà xả luôn cho các bác luôn, 750k. Tiếp một em cũng như thế nữa, đời 2015. Đây thông báo tình trạng miễn đất nhẹ cho này. Cái này đất 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 lất này. Đấy. Đây là còn pin thành vách đẹp, mỗi trên mặt hơi lứt. Lòng xoong này. Lòng xoong ok này. Lòng xoong rất là đẹp các nhé. Lòng xoong rất đẹp này. Đấy, đi xoong thì có hơi chảy một chút. Đây xoong này. Tương đối xanh. Đấy, ok bác nhé, giòn tương đối xanh luôn. Cao tần áp suất bi rất là mới. Và tiếp theo là mã số 3 bác nhé. Mã số 3. Đấy, số 3 lên cho bác em này cũng với giá là 750k. Đấy, ok các bác nhé. Các bác nào chốt cái mã nào các bác ủng hộ em qua số điện thoại là 0354 965 127 các bác nhé. Ok các bác. Vâng, tiếp theo là mã số 4 các bác nhé. Số 4 một em Toshiba này. Em này là 2009. Đấy, từ thành vách thì chung 1 2 điểm nó xước các bác nhé. 1 2 điểm xước này. Đấy, xước nhẹ nhẹ thôi. Trên mặt này có một điểm hơi xước này. Đấy. Em này đang hết pin các bác nhé. Đặc biệt ở cái là cái đòn này, cái đồng mề nó rất là đẹp luôn. Ruột gan đồng mề nó rất là đẹp. Bác nào mà thích ăn những cái dòng nó săn cơm thì bác sử dụng những dòng này nó rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Thank you.
Đấy, đây xoong có rất mới dày thôi nhá, xoong gần hai đáy này. Đấy, lòng xoong rất đẹp luôn. Bao bác là không có chấm cám này. Bao bác không có chấm cám. Dòng này dòng tô này nó cách nhiệt bằng cái sung từ. Âm là cái men của nó là rất là tốt. Đó này, đấy, lòng xoong nó bóng nhẫy luôn. Không vết xước nào. Đó tiếp theo. Theo lên bác, nó bác số 4 nhá. Mã số 4 lên cho bác em này với giá là 800k này. Ok bác nhé, 800k, ba bác ruột ruộng rồi rất căng. Vâng, tiếp theo lên tiếp cho bác của em Toshiba này. Đấy. Tiếp theo Toshiba 0.63 đời 2012. Đấy, em này nói chung mà bị vết xước nhẹ nhẹ. Đấy, bác cho óc cho bác xem. Không ảnh hưởng gì bác nhé. Đảm bảo bác không sao cả. Không phải thủng, chỉ hơi cấn một chút đây này. Đấy, cấn một tí thôi. Các em lười tháo ra, lười tháo là lăn được. Ba bác này hàng nguyên bản. Đấy. Đây bác nhá, lòng xoong rất đẹp luôn. Lòng xoong đẹp. Đi xoong ok. Đấy bác, giòn rất là đẹp luôn. Vâng, tiếp theo liên tiếp cho bác là mã số này là mã số 5. Mã số 5 nhé, lên cho bác em này cũng vây ra 800k này. Ok các bác nhé, mã số 5. Vâng, tiếp theo liên tiếp cho bác một em Mitsubishi các bác nhé. Mitsubishi Cup, Mitsubishi 0.5. Dòng này có quai sách này, đó 2015 này. Thân bọc nhựa màu đen các bác nhé. Đấy, dung tích 0.5 lít. Nói chung tổng quan cái gioăng ngoài rất là đẹp luôn. Cái gioăng rất tuyệt vời các nhé. Gioăng ok luôn. Sạch sẽ, đẹp đẽ. Đi xoăng này qua chảy một chút bác nhé. Đấy, cái lòng xoăng thì ok. Gọi nó cũng có một điểm châm cám nhưng nó rất là bé thôi bác nhé. Rất là bé thôi nhé. Đấy. Ok các bác nhé. Đấy, cái nhược điểm của em này là mất cái lòng xoăng. Cái lòng xoong của nó là hơi một điểm châm cám một chút, còn đầu thành vách thì rất là đẹp luôn. Bác nào mà gọi là không quan trọng về cái hình thức lắm nên dụng cái dòng này nó rất hợp lý. Vâng, tiếp theo lên cho bác là mã số 6 nhé. Mã số 6 ạ. Lên cho bác em này với giá là 600k bác. 600k. Ok các bác nhé. Ít tới lít lên lốt cho các bác. Tiếp theo lên tiếp cho bác một em Suzuki cao tần đời 2011. Thành vách thì rất là đẹp rồi. Đấy, dòng Suzuki là biệt danh là vua đầu bếp, hãng con voi. Đấy, thành vách đẹp. Nói chung là cái xoong thì nó tuyệt vời rồi. Đi xoong bao nhiêu rất là mới luôn. Đấy, lòng xoong ok luôn. Đấy. Một hai điểm nó có phải sức nhẹ nhẹ cái môi thôi. Đấy, giòn đẹp quá nhé. Đấy. Mình xả hết cho các bác luôn. Và tiếp theo là mã số 7 thôi nhé. Mã số 7. Nên cho bác em này với giá là 700k. Ok bác nhé, 700k. Mã số 7. Và tiếp theo là lên cho bác một ít 1 lít nhé. Xả cho các bác. Đầu tiên là một em Suzuki Hitachi. Dung tích là 1 lít các bác nhé. Đời 2016. Thành vách nói chung là tạm ổn. Đây cái băng dính luôn nhé. Đấy. Giòn rất đẹp bác này. Giòn rất ok luôn. Đấy, mấy ngày này hôm nay lên được lửa 1 lít cho các bác này. Giòn giòn đẹp bác nhé. Đấy, đi xoong thì đẹp này. Đấy, lòng xoong thì chung là nó bị ít chấm cám tăm bác nhé. Đấy, nó không to nhưng nó gọi là hơi là dài dài một chút này. Đấy, một vết xước rất bé thôi. Đấy. Lên cho bác em này 500k nhé. Đấy, về các bác có thể hầm xương nấu cháo rất là tuyệt vời luôn. Đấy, mã số 8 này. 500k. Xả hết cho các bác này. Tiếp một em Hitachi nữa. Như hôm nay xả cho các bác này. Đời 2019. Cấn nhẹ cho này một chút. Hơi cấn nhẹ một chút. Đời rất là cao. Chỗ này hơi cấn chút. Đấy, xoong đấy bác nhé. Điện đóm thì ok. Ba bác là điện đóm ngon lành cành đào. Đấy. Các bác cứ nhận hàng, các bác kiểm tra hàng ok. Test điện ngon lành cành đào cho các bác thanh toán hộ em. Đây, lòng xoong này. Lòng xoong tương đối ok. Không vấn đề gì.
Đấy. Nên cho bác em này với giá là 550 nhé. Tiếp theo là mã số 9. 550k. Ok các bác nhé. Xả hết cho các bác luôn. Rất nhiều Hitachi. Tiếp bọn em Hitachi nữa. Đời 2015. Nhưng thành vách là đẹp, không có bể vỡ gì cả. Bể vỡ cấn móc không có. Nói chung là cái gioăng thì rất là đẹp. Gioăng tuyệt vời luôn nhé. Gioăng rất là đẹp luôn. Bảo toàn áo sơn bi đây. Thì mọi chi tiết về sản phẩm các bác hôm nay nó hơi nhiều. Em làm nó không được kỹ lắm thì các bác có thể kết bạn Zalo. Em sẽ gửi ảnh cho bác xem. Đây, lòng xoang này bị xước một chút này. Đấy nhá. Xước một chút này. Đấy, đi xoang ok. Gioăng thì đẹp, mất cái lòng xoang. Tiếp theo là mã số 10 rồi nhé. Đấy, nên cho bác em này cũng ra 500k nhé. Bác nào chuyển khoản lên bao ship không được bác cộng cho em 50k nữa là xong. Giá rất là rẻ luôn. Này xả hết cho các bác. Tiếp là một em Hitachi màu đỏ nữa này. Chỗ này xước này. Đời 2019. Màu đỏ nhá. Nói chung là giờ thành vách đẹp. Trên mặt này nó hơi xước một chút thôi. Đây dòng em này đây. Nói chung là nó không bị rách rời. Nhưng mà nói chung là nó bị ấy nhá. Hơi vàng một chút này. Đấy, hơi vàng một chút thôi. Không ảnh hưởng gì cả. Cả tần áo sơn bi. Hơi vàng một chút thôi bác nhá. Còn được cái vẹt là nó không bị mục lát hay rách rời. Đây, xoang đây. Đấy, đi xoang quá chảy này. Lòng xoang thì đẹp nhưng trên mặt có bị chảy này. Bác nhá. Đấy. Ok bác nhá. Còn tiếp theo là mã số 11 này. Mã số 11 bác nhá. Đấy, nên cho bác em này cũng với giá là 500. Ok bác nhá, 500. Ok nó hơi sức một chút thôi nhưng còn mình dùng thì thoải mái. Tiếp là một em Hitachi nữa bác nhá. Em này thì đời 2019 luôn này. Đấy, thành vách đã đẹp, không có bể vỡ. Mặt mũi các thứ sạch sẽ nhá. Đây là những cái vết bắn thôi. Mình đau đi là sạch sẽ, ok luôn. Đấy. Không có bể vỡ đâu. Đây dọn thì nói chung là nó bị vàng này. Do này chăm chăm là lỗ cạo lứt thôi. Còn đời 19 nó không thể vàng như thế này được. Đấy, lỗ người ta nhà này đúng là lỗ nhà lỗ cạo lứt. Nó mới vàng này thôi. Ok bác nhé. À, lòng xoang đẹp này. Lòng xoang ok bác nhé. Đấy, rất là bóng bẩy sạch sẽ. Đấy, ngoài cũng đẹp luôn. Vâng, tiếp theo lên cho bác là mã số 12 này. Mã số 12 nhé. 600k này. Ok bác nhé, 12 600k. Xả hết rồi các bác. Mã số 13 lên cho bác một em Sanzo mặt quỷ này. Đời 2002 này. Thành vách đẹp này. Thành vách đẹp bác nhé. Đây, gioăng thì tương đối ok. Đấy, về các bác vệ sinh lau chùi đi là đẹp. Đặc biệt cái hốc này nhé, nó hơi bị sẫm màu thôi. Đặc biệt là nó không bị mục đâu. Đây bác nhìn này, nó bị sẫm màu thôi. Còn đặc biệt là không bị mục đâu. Đấy. Đảm bảo các bác là không bị mục nhé. Đây, lòng xoang đẹp này. Lòng đẹp luôn, xoang rất là dày luôn. Đấy, trắng tinh. Điện đóm ok, bao xì bác nhé. Em này bao xì. Và tiếp theo lên cho bác mã số 13 này. 700k bác nhé. 700k, mã số 13. Lên tiếp cho bác một em Panasonic van dài. Màu đỏ trên mặt của nó cũng hơi bị xước một chút này. Bác nào mà không quan trọng về hình thức thì bác lấy cái dòng này đời cao này, 2016 này. Bắt đầu cái dòng này từ 24 trở lên là nó có cơm cháy bác nhé. Đấy. Em này đặc biệt là gioăng rất là đẹp luôn. Xanh sạch sẽ. Đấy, gioăng ok đấy nhé. Gioăng rất là đẹp. Mượt luôn. Dòng này là lỗ cơm này rất là nhiều hơi này. Cao tần phun xương bù ấm này. Đấy, đi xoang đẹp. Đấy, lòng xoang thì có lác đác một hai điểm châm cám rất là bé thôi, không đáng kể này. Đấy nhá. Đấy. Bác dùng thì thoải mái ok. Đấy, dòng này nó nấu cơm nó nhiều hơi. Bao bác là cơm ngon. Tiếp theo là mã số 14 đó nhá. Đây là cho bác em này với giá là 650k. Này. Ok bác nhá, mã số 14, 650k. Đây, tiếp cho bác em Panasonic van dài nữa. Em này từ cái mặt mũi là đẹp, một cái cấn hơi nhẹ chỗ này thôi. Đấy, bé tí thôi. Còn nó cũng có xước tí nhỉ, xước rất là bé. Đời 2018. Đế rất là cao bác nhé. 2018.
thành vách là đẹp, trên mặt của nó cũng hơi 1-2 điểm trước nho nhỏ nho nhỏ. Đây lòng xoong thì đang đắc gọi là mất 1 điểm, 2 điểm trong cám rất là bé thôi. Đấy, đi xoong quá chảy này. Đấy, doang đây rất là xanh luôn. Đấy, các bác nào mà trải nghiệm sử dụng những cái dòng này thực sự các bác là tuyệt vời. Vâng, tiếp theo lên cho bác là mã số 15 này. Mã số 15 bác nhé. Đây cho bác em này cũng với giá là 650k, đời 2018. Ok các bác nhé, đằng này được cái thành vách cũng tương đối là ổn. Lên tiếp cho bác của em Panasonic van dài nhé. Đấy, Panasonic van dài đời 2016 này. Ok các bác nhé, đời 2016. Nói chung thành vách em này tương đối là đẹp các bác nhé. Đấy, nói chung là đẹp. Đây, cái đít xoong thì nó hơi chảy một chút các bác này. Đấy, đít xoong hơi chảy một chút. Đấy. Đây, lòng xoong thì tương đối ok. Đấy, nói chung là xoong này dây dẫn các bác nhé. Đó ok, ngon lành, hàng nguyên bán. Đây, xoong đây. Đấy. Xoong tương đối là ok. Trời hôm nay nó hơi tối các bác nhé, trời nó đang hiện tượng mưa. Và tiếp theo lên tiếp cho bác mã số 16 này. Nên cho bác em này với giá là 600k này. Ok bác nhé. Mã số 16, 600k. Lên tiếp cho bác một em Zuzi Yoshi bác nhé. Zuzi Yoshi dòng Zuzi cao tần áp suất đời 2011. 2011 bác nhé. Đấy. Nói chung là thành vách là đẹp. Đây các bác này, ruồng rất ok, bao xì cho các bác nhé. Dòng này bao xì cho các bác yên tâm. Vì những dòng áp suất này bọn em phải khi đi bọn em phải test ok ngon này. Đấy, áp suất 1V. Đây, đi xoong thì có bị chảy một chút này. Đấy, nhưng không sao, không hưởng gì. Lòng xoong thì có một vết châm cám bác nhá. Có một vết châm cám. Đấy. Vâng, tiếp theo lên cho bác là mã số 17 này. Lên cho bác em này với giá là 550k bác nhé. Xả giả luôn, 550k. Anh nhà các bác nào có rồi các bác có thể mua hộ, mua tặng. Lên tiếp cho bác một em Panasonic van dài. Em này màn hình nó hơi bị kiểu lứt. Nó lứt ở trong ấy nhé, không ở ngoài. Đây ở ngoài sờ vẫn còn trơn lừ. Đấy, không có vết lứt, nó lứt ở trong thôi. Đảm bảo các bác không bị gì cả. Các bác trông thì trông nó hơi hình chức hơi xấu. Đời 2016. Đấy, ok, thành vách đẹp. Doang đây các bác nhé. Đấy, doang thì đẹp luôn. Đấy, doang thì ok. Lòng xoong thì gọi là cũng một vết châm cán thôi. Đấy, bé bé thôi, không đáng kể. Đấy. Đi xoong thì đẹp các bác nhé. Đi xoong rất đẹp luôn. Đây lòng là thoải mái các bác nhé. Trông như này thôi. Gọi là mờ mờ thôi các bác nhé. Đó, tiếp theo lên cho bác em mã này là mã số 18 bác này. Mã số 18 lên cho bác em này với giá là 550k này. Xả luôn cho bác nhé. Đấy, thành vách rất đẹp luôn. Màn hình hơi bị quả nứt dạ nhẹ thôi. Không ảnh hưởng gì cả. Đảm bảo bác là ok, không vấn đề gì. Tiếp theo là một em Zuzi Yoshi nữa. Đời 2014. Zuzi Yoshi áp suất các bác nhé. Đấy, thành vách đẹp luôn. Đấy. Cao tần áp suất 1B. Xoong thì trung bình. Đấy, như này nó cũng rất là xanh rồi bác nhé. Áp suất 1B. Đấy, đi xoong này. Đấy, lòng xoong đây bác nhé. Lòng xoong thì nó không châm cám như 1-2 điểm xước nhẹ thôi. Bác nhé, 1-2 điểm xước rất nhẹ nhẹ thôi. Và tiếp theo lên cho bác mã số này là mã số 19 bác nhé. Mã số 19. 19 lên cho bác em này với giá là 600k này. Ok bác nhé, 19, 600k. Lên tiếp cho bác một em Zuzi áp suất nữa. Đời 2012. Đấy. Nói chung là thành vách tạm ổn bác nhé. Đấy, được cái là không có vẻ vỡ hay cấn móp gì. Giòn đây các bác nhé. Đấy, giòn đẹp luôn. Giòn rất ok luôn. Sạch sẽ. Đây lòng xoong thì có 1-2 điểm châm cám bác nhé, điểm xước này. Đấy, một điểm xước đây.
Nói chung là gọi là trông hơi xấu tí rồi nhưng mà đảm bảo bác là không trông dính trong ruộng không phải sao. Đấy, bít son ok. Rồi, tiếp theo lên tiếp cho bác là mã số 20. Mã số 20 các nhá. Đấy, lên cho bác em này với giá là 550k. Ok các bác nhá. Mã số 20 550k. Thì hôm nay tạm thời lên cho bác là 20 mã thôi. Tại vì trời nó đang mưa, bọn em làm ngoài sân nên không thời gian mà chạy làm cho bác được. Thì tạm thời lên cho bác là 20 mã trước nhá. Đấy, thì các bác quan tâm đến sản phẩm hay các bác nhu cầu mua hàng thì các bác liên hệ với em qua số điện thoại là 0354 965 127 các bác nhé. Ok, cảm ơn các bác đã quan tâm ủng hộ kênh của Việt Thật Bãi nhé.